Hương Thanh biết chị Hà lâu lắm rồi, nhưng mà lúc đó là chị Hà đã hát những cái bài em thích chị hát nhất, cái bài Woman in Love. Cực kỳ thích bài đó, và lúc đó chị đẹp như một siêu sao nước ngoài. Đẹp không? Không, chị đã đẹp thì lúc nào cũng đẹp, nhưng mà cái giây phút đầu tiên mà Phương Thanh đang nhắc tới đó là ấn tượng về chị Thanh Hà. Rất đẹp và hát rất là tuyệt vời. Tới bây giờ khi mà nghe lại chị hát bài Hỡi Người Tình thì em vẫn rụng rời như thường. Đây nè, cái lần đầu tiên á, em sẽ không nhớ đâu. Nếu chị nhắc lại em đừng có hết hồn. Dạ. Đó là chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Thì chị về chị hát Duyên Dáng là chị nghĩ cái thời gian đó đó là em mới bắt đầu nổi lên với ca khúc Trống Vắng. Nhớ bao chiều em đạp xe gì đó. Đấy. Dạ. Thì chị đã gặp em này rồi. Mà chị nói ủa sao người em bé quá mà cái phổi em to thế. Nhưng mà Phương Thanh đã gặp chị trước đó trên màn hình. Đó là rồi em sau thấy nhiều chị năm, trước. Em lại đi sang Hoa Kỳ trình diễn. Thì chính bản thân chị lại mắc nợ em này dẫn đi shopping. Dạ, yeah, chính xác. Đôi giày nào mình mang cổ cũng thích hết trơn á. Thì nó được thì dẫn em đi mua, mà còn được mua giảm giá nữa. Yeah. Có hai người nhé, hai người ca sĩ tại đó, chị, tại Việt chị Nam. Là chùm đồ hiệu bên đó. Và Hồng Nhung Bóng. Mà ôi em thích giày vậy quá, mà em muốn mua không? Thì em phải đi với chị mua cho em giảm giá 30%. Đó chị nhớ được. Ồ, đó chị nhớ được kìa. Đối với chị thôi nha, okay. Nhưng mà chị nghĩ là bà này nhiều khi bà cũng bà nói cái miệng cái đầu bà không có nghĩ như vậy. Đối với chị. Còn em á, em nghe xong mà em cứ bực bội thì kệ em nha. Làm chương trình Nhà Hát Tình Ca biết 1 năm hay là 2 năm gì thôi. 2 năm. 2 năm hả? À, năm đầu tiên. Mấy em xíu bị chị Hà giận. Không, chị thì thật sự mà nói chị không giận mà chị hơi hết hồn. Hết hồn. Chị hơi hết hồn thôi. Ở trên sân khấu ngồi như vậy thì anh, để chị nhớ đừng nhắc tên chị nhớ. Anh MC nhưng MC gì? Quyền Linh. Phải không? Đúng rồi, năm đầu tiên. Anh mới nói là ô, thì đến lúc một cái giai đoạn mà nhận xét về một thí sinh tiếng hát này kia thì ảnh riêng cá nhân của chị đó thì nghĩ là anh Quyền Linh á, ảnh rất là khéo. Ảnh muốn khen chị một câu vì như là người phụ nữ có nhan sắc, thì anh mới nói là chị Hà biết không, em thấy là như chị á, thường là nhiều người á là hát hay thôi nhưng mà chưa có được ông trời cho một cái nhan sắc đẹp. Còn chị thì em thấy là chị Hà rất là may mắn là Linh thấy là Hà được hai thứ. Riêng cá nhân của chị nhá, chị nghĩ là ảnh là một gentleman, ảnh rất là như là tỉ mỉ, muốn khen tặng mình thôi. Chị nghe rất cảm kích và rất là vui. Thì chị mới vừa nghe xong thì nói cảm ơn. Chứ đến ảnh nói với em này, em ấy chứ có bắt đầu như thế nào đó mà chị quên rồi. Mà tại nhiều lắm đó, nói nhiều lắm. Lúc đó cái brain and cái đầu óc chị á, chị cứ nhớ cái hàng mà cổ nói mà nó highlight lên luôn á. Anh biết không, hồi em chị cũng hát được 20 năm, em thua chị Hà mấy năm. Mà sự ra hồi đó người ta nói em ồ cô này người bé quá mà giọng to quá vậy thôi, em không có bề ngoài hết á, nhưng mà em thì em chưa thấy ai mà vừa đẹp vừa hát hay hết. Chị hết hồn em, cái chị làm gì chứ, chị đang cười cái gì đó chứ, cái chị sực nó lại là chị nói chứ ô không, mình đang trên truyền hình, mình đang truyền hình mà chị nghĩ rằng chương trình có cắt khúc đó bỏ đi, tại vì lúc xong cái chị làm gì chứ. Chị sững xong có chị làm vậy chứ. Em có thể tưởng tượng là cái cảnh đó chị nó tiêu lâm lắm rồi, tại vì mà trong cái óc của chị nó đang làm việc là ồ không được lộ cái hình ảnh là ủa sao kỳ vậy. Mà lúc đó mà, không phải vừa, em nói chị vừa, em đang nói thí sinh em nói... vừa mới lộ ra cái xong cái tự nhiên cái phải diễn á cái kỳ quá, xong cái chị xuống cái sân khấu, cái chị tới cổ đang ăn mà đang ăn mít với lại xoài của chị nữa chứ em, chấm muối của chị nữa chứ. Chẳng lẽ lúc đó chị tới chị nói chứ đưa hết này, đưa hết này. Đúng không? Mà chị cũng nói chứ ăn đi cưng, ăn đi. Cái chị mới nói mà lúc đó em thì nói em không có nói chị, em đang diễn giải. Nhưng mà tại vì vấn đề nó liên vô đó, cũng sợ bị hiểu lầm đúng không? Không, ông Nguyễn Linh nói trước. Thấy không? Mà chị nghĩ rằng Túng Tú lúc đó làm make up cho chị á là rất là thân nhất với em này. Dạ, có nói rồi, bà nói ủa? Thanh đâu nói chị đâu? Đúng không?
thì biết rồi, biết mà là không nói, nhưng mà là biết không, biết lúc đó là ai cũng hết hồn hết trơn, ai cũng kiểu vậy. Mà chị tới cái thì nó đang ăn đồ của chị nha, chị muốn là đực luôn á. Nói xém xíu bị chết, nói là chết em. Chị nói nghe là chị biết là ý của em không phải như vậy, mà nhiều khi em không có để ý, em nói xong á ai cũng hết hồn. Cái ông Quyền lên nhảy, trời anh nghe anh hết hồn luôn mà. Ôi trời, mới bị dù Minh Tuyết lần nữa. Không biết nữa, nữa. Đó là Minh Tuyết sạch ra cái chị năm nay, chị nói câu này em được đính chính, bà này nói cho đâu không có phải vậy. Không. Ngay cái lúc mà ngồi đó thì chị nói chứ. Sao con này chơi tao? Kỳ trời. Mà một trong những show đầu tiên chị làm ở đó nữa cho em. Cái show đó cái chị ngồi xuống. Không, chị không nghĩ nó có ý vậy, tại vì thực sự mình chị ngồi chị ôn lại của mình với nó cũng có gì. Cũng qua bên Mỹ mình cũng tiếp đãi nó tử tế gì mà sao nó vậy, cái nó đòi bà này to. Tại vì em dựa theo cái ý đó xong em phát triển cho thí sinh tới mấy cách nữa đó. Cái đối với chị là cái đáng nhớ nhất đối với bà này là cái đó đó. Đúng. May quá, may quá, chị Hà đã hiểu cho em. Chứ không, hôm nay tình chị em sức mẻ, cốc xài ổi em cũng được ăn. Nhưng mà em nhìn mặt chị hình lạ lắm, chị diễn lại đi. Đang ngồi đúng không, lúc nào cũng hình ảnh đẹp, đẹp. Trang trọng lắm rồi. Cái vừa nói xong với chị Lan. Trời ơi chị ơi. Thiệt. Trời em nhìn em còn muốn xỉu. Trang trọng tự nhiên cái mặt nó sườn. Cái tự nhiên là ồ không được sườn, phải đẹp. Phải hình tượng. Trời ơi. Còn em thì ra sức đính chính. Trời ơi tên ơi. Trời ơi, em phải nói Tú cho nói chuyện liền á. Phải chị mà lúc đó bà cạo trọc đồ ở đây tóc giả hả? Mà xanh nóng. Oh yeah.